Chào mọi người, chào mọi người mà đam mê hàng bãi nhưng mà kinh tế nó còn eo hẹp một tí mà muốn máy nó lớn lớn một tí thì đây có một con. Shingu 50cc. Năm này một đây. Này là cái nắp nhớt nha mọi người. Cái nắp nhớt này thì em sẽ lấy một cái nắp để bỏ vào cho mọi người nha. Này nắp nhớt. Thì cái này thì thứ nhất là những cái con này cái vỏ nó bỏ bãi nó hay bị trầy. Thì nói chung là con này để nó đẹp ấy, thì mọi người mở mấy cái ốp này ra, xong rồi mọi người lấy chà nhám á, mọi người chà cái mặt đấy hết đi rồi mọi người sơn lại luôn cho nó mới luôn nha. Thì bản chất này là đều là của Nhật ấy nên là nó chất lượng nó cao. Còn cái những cái mặt tiền như thế này ấy, thì mình chỉ cần chà nhám ấy rồi mình sơn lại cho nó đẹp. Đẹp con máy nha. Tất cả nó máy này là máy về sau thì mình bán vậy nha, chứ không có phải là mình sửa chữa gì hết, chưa dọn luôn. Thì nói về cái lốc máy thôi, em nói về lốc máy và nói về hơi nó thôi. Thì thứ nhất là mở cái này, mở bô ra nó hơi phức tạp nha, mọi người phải mở ra nhiều thứ nên là em không có mở nha, nên là bán đại vậy. Về lốc máy thì nó đẹp rồi, cái hơi thì kéo hơi thì em nói là hầu như là 100% là hơi là ngon lành cành đào. Hơi nó năng cực kỳ năng. Này là mình không có bao gì hết nha mọi người, về sau bán vậy thôi. Cái đầu máy thì nó đủ đồ nha mọi người ha, đầu máy đủ đồ. Đây là bán đầu máy thôi nha. Cái này nắp nhớt thì em sẽ bỏ nắp nhớt thôi cho nha. Cái đầu này thì em sẽ để cho mọi người về dọn lên để cắt cây lớn rồi được ha mọi người. Chuông rồi còn ok nha ha. Chuông rồi em thấy nó còn ok nha, điều chỉ là ngoại hình thôi mọi người, vấn đề về ngoại hình thôi. Còn nội thất bên trong thì em cũng không có mở ra kiểm tra nè, nhưng mà kéo hơi thì cảm thấy rất là ngon. Cái này để cho người giá nó hợp lý, 1.650.000 nha, 1.650.000 cho cái đầu 50cc của Shingu nha mọi người. Ai ưa máy Shingu á thì con này khá là đáng mua. Cái đầu máy thôi nha mọi người. Em nói rồi, về cái máy cái này thì nó nhôm á. Thì mọi người đánh nó đi rồi sơn lại nha. Tốt nhất là nên sơn lại cho nó đẹp đi mọi người. Để vậy thì nhìn thấy nó cũng ấu trĩ quá. Sơn lại đi, sơn cái màu đen và cái này sơn cái màu màu cam cho đẹp. Rồi, 1.650.000. Hồi con này em bao ship cho mọi người luôn nha. Cái đầu này em bao ship cho mọi người luôn. Ok, 1.650.000 bao ship luôn nha. Khỏi trả giá chứ mọi người, không có bớt đâu. Tại vì nó 50cc lận. Nếu mà nó còn đẹp, cái đầu này nó còn đẹp ấy, đẹp về hình thức ấy, thì không có cái giá đó thiệt. Cái đầu máy không cũng phải là gần 2 triệu bạc à. Đầu máy không là 2 triệu. Rồi, chào mọi người nhé.